Dạ con kính thưa sư, sau khi con nghe sư giảng về việc sử dụng phần mềm Rack, con có một số thắc mắc như sau. Trong video sư giảng về việc bản thân thích thú và lấy phần mềm Rack về sử dụng sẽ cộng nghiệp với người đã trộm cắp và chia sẻ cho mình ạ. Dạ như vậy thịt do người khác giết mổ cũng không giết vì mình, được mình mua về hoặc được họ chia sẻ để tự nấu và tự mình hưởng dụng mà không phải để cúng dường, thì có cộng nghiệp với người sát sanh không thưa sư? Con mong sư Hoan Nghị giải đáp giúp con. Như vậy quý vị, cái người hỏi á, trả lời cho sư hai sự kiện này. Thứ nhất, người nông dân khi họ trồng lúa, khi họ trồng rau, khi họ trồng hoa màu, khi họ trồng trái cây, họ đã cày ruộng để trồng đọt trọt đó. Khi cày ruộng họ đã làm chết rất nhiều những con dung con dế. Họ ý thức được điều đó nha. Và cái thứ hai, trong quá trình trồng trọt họ có phun thuốc trừ sâu. Như vậy có rất nhiều con này con kia nó đã chết. Cái thứ ba là nếu như ở ruộng họ còn phải diệt trừ ốc nè, ốc bu vàng nè, diệt trừ chuột nè. Như vậy khi họ diệt trừ những con vật đó, họ không bao giờ có suy nghĩ là họ giết mấy con đó do cho quý vị đâu. Nhưng để trồng trọt được những cái lúa, hoa màu, trái cây, họ đã phải làm việc sát sanh như thế. Thì khi quý vị mua gạo về, mua rau về, mua trái cây về, quý vị ăn, quý vị có cộng nghiệp với họ hay là không? Trả lời dùm sư cái câu này. Cái câu thứ hai trả lời dùm sư là để nghiên cứu ra được thuốc chữa bệnh thì những người nghiên cứu họ đã nghiên cứu trên động vật, họ thử thuốc trên động vật, họ đã mổ xẻ trên động vật để họ có được những cái phương án điều trị y học cho mình. Rồi những vị bác sĩ để học ra được bằng bác sĩ, họ cũng phải từng thực hành ở trên động vật. Và đương nhiên thực hành xong con đó nó chết chứ không sống sao nổi. Hoặc nếu không chết thì nó cũng sẽ bị tàn tật. Thì khi chúng ta nhận lấy những viên thuốc, nhận lấy những sự chữa trị, nhận lấy sự khám bệnh của bác sĩ đã thành tựu nhờ vào sinh mạng của những con vật khác, chúng ta có cộng nghiệp với họ hay là không? Nếu quý vị trả lời được câu hỏi đó thì quý vị sẽ có thể trả lời câu hỏi mà quý vị tự hỏi, quý vị hỏi cho sư. Cho nên á, con đường chúng ta đi là con đường trung đạo. Còn cái sự kiện mà trộm cắp á, là nó có căn cứ, không phải không có căn cứ. Tại vì nhớ nha, cái sự trộm cắp và cái sự sát sanh đây là hai sự kiện tưởng nó giống nhau, thực tế nó khác nhau . Cái sự sát sanh nó là như vậy đó. Còn cái trộm cắp á, ở trong cái chi phần trộm cắp, nếu như quý vị chịu khó đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo thì nó có sự kiện như thế này. Nếu như thí dụ nha, ông chồng kêu bà vợ là bà hãy trộm con gà cho tôi. Bà vợ bà không trộm con gà, bà trộm con vịt. Trong trường hợp đó, nếu ông chồng vui thích với con vịt mà bà vợ trộm được, ông chồng vẫn phạm tội trộm cắp như thường. Ở đây là do sự khác biệt về chi phần, giống như là tự nhiên là con gà nó phải khác con heo vậy đó. Cho nên chúng ta không có nên làm suy diễn nó đi quá xa. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.